Rồi, gặp lại quý chị khách hàng nữa rồi. Anh chị nhìn thấy và nhận ra đây là dự án nào không ạ? Đây là dự án nào ạ? Lần chúng có thưởng nhé. Lần chúng thì comment rồi, có thưởng. Đấy. Hạnh Nguyễn xin giới thiệu sơ qua dự án nhé. Hạnh Nguyễn sẽ không đặt tên đâu. Tên của dự án Hạnh Nguyễn sẽ để cuối cùng. Đây là một cái dự án nằm trong biệt thự. Dự án biệt thự nằm trong khuôn viên sân gốt 200 hecta tại Đức Hòa, Long An. Bao gồm 500 căn. Nó sẽ có biệt thự mini là diện tích 6 x 14 xây 1/2 lầu. Biệt thự song lập là 10 x 20 xây 1/2 lầu. Biệt thự song lập đó là 10 x 20 nhé. Biệt thự đơn lập 12, 14 x 20 xây 1/2 lầu. Ở đây thì 500 căn này chủ đầu tư đã xây dựng xong hết và đã bàn giao được 235 căn rồi. Tới đây sẽ bàn giao hết cho quý chị khách hàng nhé. Tách sổ con hết rồi, đang tiến hành hoàn công và chậm nhất là cuối 2025 bàn giao toàn bộ 500 cuốn ở khu vực này. Đấy, thì anh chị nào mà chưa biết dự án thì có thể là comment vô hỏi hoặc là comment vô Nguyễn sẽ trả lời nhé. Và đây là một cái khuôn viên dự án biệt thự đẹp nhất khu vực Đức Hòa, Long An ở thời điểm hiện tại. Và nó xứng đáng để cho quý chị khách hàng mua, an cư đầu tư, nghỉ dưỡng. Ở đây không khí nó rất là trong lành, mát mẻ, yên tĩnh và xa với cái khu sản xuất chế xuất, xa khu công nghiệp và nó không ồn nào. Anh chị ở đây, anh chị em đảm bảo anh chị nếu mà ngủ nhé, bật quạt thôi, không cần bật máy lạnh, ngủ không biết đường dậy luôn. Rất là mát và yên tĩnh nha anh chị nhé. Rất là mát và yên tĩnh. Đấy, ở đây có bảo vệ 24/24 và đặc biệt ở đây thì phải nói là một cái khu vực số 1 để mà anh chị ở nha anh chị nhé. Số 1 để cho anh chị ở. Bởi vì khu này nó đẹp lắm. Hạnh Nguyễn đã đồng hành với dự án này gần 3 năm. Hạnh Nguyễn rất là thích. Nếu mà Hạnh Nguyễn có tiền, Hạnh Nguyễn sẽ chắc chắn là sẽ làm căn ở đây ngay. Đấy, không chần chừ. Và Hạnh Nguyễn cũng xin nói thêm, ở đây biệt thự mini với diện tích 6 x 14 xây 1/2 lầu, giá hiện tại 2 tỷ 750, nhà thô hoàn thiện mặt tiền, giao thô bên trong. Có đáng để đầu tư không ạ? À, rất đáng để đầu tư anh chị nhé. Giá rất là tốt ở khu vực vùng ven thành phố này. Biệt thự song lập với diện tích 10 x 20 giá nhiêu à? 5,8 tỷ hoàn thiện mặt tiền, giao thô bên trong anh chị nhé. Và có thể giảm bớt cho quý anh chị khách hàng khi có nhu cầu thực sự. Biệt thự song lập thì anh Nguyễn không có căn nào, bởi vì biệt thự song lập không ai bán mà người ta đã mua và hoàn thiện hết rồi. Cho nên không có một căn nào để mà giới thiệu cho quý anh chị khách hàng về đơn lập đâu nhé. Thì chỉ có là biệt thự mini, biệt thự song lập thôi. Đấy, và gần cuối video rồi, Hạnh Nguyễn sẽ xin giới thiệu luôn là đây là cái dự án biệt thự sân gốt Westlake Tân Mỹ Đức Hòa Long An của chủ đầu tư CSQ và phát triển dự án là tập đoàn Trần Anh Group, 535 căn Tân Mỹ Đức Hòa Long An anh chị nhé. Anh chị cứ search là sân gốt Tân Mỹ Đức Hòa Long An, nó sẽ ra cái dự án này. Nằm trong quần thể 200 hecta và đây là 9,5 hecta xây biệt thự. Và mật độ xây dựng của nó là có 45% trên 222 hecta. Còn toàn bộ là khuôn viên cây xanh, khuôn viên vui chơi, hồ điều hòa, khu clubhouse và đặc biệt là sân gốt 27 lỗ, rất là lớn ở khu vực này nhé. Đây là cái sân gốt đầu tiên của Long An, lớn nhất của Long An và liền kề thành phố, là gần nhất của thành phố. Đi từ hướng Tân Bình đi lên đây mất khoảng 35 phút chạy xe, xe máy, xe ô tô cũng y vậy. Và đi về thị trấn Đức Hòa đó là có khoảng 6-7 cây thôi. Trung tâm thị trấn Hồng Nghĩa mà vừa rồi quý anh chị khách hàng mình thấy là ồn ào về cái dự án 197 hecta của Vingroup ạ. Dự án này đặc biệt hơn nữa là nó đối diện với 930 hecta nhé anh chị nhé. 930 hecta của Vin. Cho nên sau này cực kỳ sầm uất và cực kỳ tốt nếu anh chị đầu tư khu vực này. Cuối video rồi, video nó cũng hơi dài. Thì anh Nguyễn xin kết thúc video và nhắn nhủ rằng anh chị nào có nhu cầu đầu tư hay là an cư hay là hoàn thiện nhà có thể là liên hệ cho bất động sản Hạnh Nguyễn nhé. Hạnh Nguyễn sẽ nhận hoàn thiện và nhận mua bán, trao đổi với cho quý chị khách hàng mình. Khi mà không có nhu cầu ở thì Hạnh Nguyễn sẽ tìm khách hàng cho thuê cho quý chị khách hàng nhé. Cho nên chị yên tâm về đây đầu tư an cư cũng như là định cư ở khu vực này nhé. Em xin kính chào quý chị khách hàng, hẹn gặp lại anh chị ở những cái video tiếp theo và dự án tiếp theo nhé. Em xin kính chào ạ.